quả mini chỉ nặng 6,5kg, hái được đa năng nhiều loại thực phẩm, lại còn được tặng kèm theo nhiều bộ lưỡi dao nữa. Các bạn hãy cùng với mình khám phá chi tiết hơn về hiệu quả thực tế về thiết bị máy thái rau củ quả đa năng mini FC200QX của Nissan nhé. Nhiều loại rau củ quả từ cà rốt, khoai tây cho tới cam chanh, nói chung là trong thành phần của nó không có hạt cứng là được, và các bạn có thể thay thế dao rất là dễ dàng với 5 bộ dao được tặng kèm theo máy để vừa thuận tiện trong việc vệ sinh lại còn vừa đơn giản trong quá trình chúng ta sử dụng nữa. Đây chính là vóc dáng của máy, nó khá là nhỏ nhắn cho nên là chúng ta có thể đặt bàn này hoặc là bất kỳ vị trí nào trong không gian chế biến của mình đều không lo sợ bị tốn diện tích. Và màu sắc của máy khá là bắt mắt, trung tính với chất liệu là hợp kim phủ sắt phun sơn cho nên rất là tiết kiệm chi phí cho chúng ta. Ngay bên hông máy này đó chính là cái công tắc sử dụng rất là tiện lợi. Và trên đây đó chính là 5 bộ dao chúng ta được tặng kèm theo máy, bao gồm 1 bộ dao thái lát này, 2 bộ dao thái sợi này và 2 bộ dao thái hạt lựu. 1 bộ dao thái hạt lựu thì ở trong máy rồi. Và đây, cái này chính là cái chi tiết để chúng ta có thể vệ sinh dao thái hạt lựu một cách rất là dễ dàng. Đó, cực kỳ tiện lợi cho chúng ta. Đầu tiên bạn chỉ cần tháo hai chốt bên hông máy để tháo phần lắp ra ngoài, sau đó lựa chọn dao thái lát, thái sợi hoặc thái hạt lựu kích cỡ phù hợp với nhu cầu của bạn, lắp vào phần chụp và phần ốc chặt là được. Sau đó chốt nắp máy lại như ban đầu nhé. Và mặc dù là một mẫu máy mini, thế nhưng máy được trang bị thêm cửa thả và tay đẩy khá là tiện lợi, đảm bảo tuyệt đối tính an toàn cho chúng ta. Không cần phải thao tác bằng tay trực tiếp cho rau củ quả vào phía trong máy. Giờ thì thả rau củ quả vào và chỉ từ vài giây là rau củ đã được cắt đều đặn, đẹp mắt và không bị nát vụn. Các bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 1 triệu đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí vận chuyển bán kính lên đến 15 km tại tất cả các chi nhánh, hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh.